Thưa quý vị, đến thời điểm này, Đà Nẵng đang tập trung cao nhất nhân lực và biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo tiến độ, mục tiêu của cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại địa phương, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021. Giai đoạn 1 của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đã bước qua tuần thứ 2. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, quận Hải Châu cũng đang nhanh chóng triển khai các hoạt động theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo cấp thành phố. Sau một tuần triển khai, công tác điều tra diễn ra khá thuận lợi khi mà lượng doanh nghiệp tham gia kích hoạt hệ thống phần mềm và tham khảo câu hỏi mà cuộc tổng điều tra kinh tế đưa ra. Đối với địa phương thì được sự hướng dẫn từ trung ương, thành phố thì và các văn bản từ lãnh đạo địa phương cũng quan tâm tạo điều kiện và gửi các văn bản đến doanh nghiệp và các công tác phối hợp giữa các ngành, sở ban ngành hay là các phòng ban tại quận để cho cuộc tổng điều tra này nó diễn ra là có thuận lợi, chưa thấy khó khăn gì. Theo số liệu của Cục Thống kê Đà Nẵng, tính đến ngày 8 tháng 3, tức sau một tuần triển khai, tỷ lệ phiếu thành công đạt 1,62%, mức này khá thấp so với kế hoạch. Tuy nhiên, nguyên nhân chậm cũng khá tích cực, bởi doanh nghiệp đợi đến cuối tháng 3, thời điểm chốt báo cáo tài chính năm 2020 mới hoàn thành phiếu trả lời câu hỏi điều tra nhằm đảm bảo thống nhất số liệu, chất lượng thông tin và hạn chế lỗi trên hệ thống. Đến ngày 30 tháng 3 là ngày cuối cùng là khi em hoàn thiện xong báo cáo tài chính là mọi số liệu em sẽ up lên một cách chính xác nhất, đầy đủ nhất, còn bây giờ thì nó chưa được đầy đủ. Tại Đà Nẵng, có khoảng 800 đơn vị sự nghiệp và hiệp hội, trên 24.000 doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra trong giai đoạn 1. Cục Thống kê thành phố đã huy động trên 200 điều tra viên dày dặn kinh nghiệm tham gia cuộc tổng điều tra lần này. Như vậy, bình quân mỗi điều tra viên sẽ theo dõi, giám sát và hướng dẫn khoảng trên 200 doanh nghiệp. Dù số lượng khá lớn, nhưng so với các kỳ điều tra trước, thời gian thực hiện cuộc tổng điều tra lần này dài hơn, do đó số lượng lớn nhưng không tạo nhiều áp lực cho các điều tra viên. Năm nay thì có thêm cái sự hỗ trợ của kê khai web form, cho nên là công nghệ, cho nên là hỗ trợ phần nào rất là đắc lực cho bọn em trong cái việc mà thu thập thông tin. Và tụi em cũng sẵn sàng và thu thập, và nói chung đẩy nhanh đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất có thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng điều tra kinh tế năm nay. Cục Thống kê Đà Nẵng nhận định, với sự chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, chắc chắn cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ đạt được hiệu quả cao nhất, từ đó tạo cơ sở dữ liệu quan trọng, đánh giá chính xác sự phát triển của các đơn vị trên địa bàn theo ngành, lĩnh vực, loại hình, quy mô và chất lượng hoạt động.